Xin chào các bạn. Trong bài học hôm nay, gái Excel sẽ hướng dẫn các bạn cách để tự động kẻ khung cho dòng dữ liệu trong Excel. Ở đây, giả sử mình cần nhập cái thông tin cho bảng dữ liệu bao gồm số thứ tự này, họ tên này, năm sinh và quê quán. Đấy, thì cái mục đích của bài này là gì? Khi các bạn nhập dữ liệu bất kỳ vào trong cái ô này ạ, thì là gì ạ? Nó sẽ tự động kẻ khung cho cả cái dòng đấy. Tức là ví dụ các bạn nhập họ tên đầu tiên nhá, là gái Excel. Thì là gì ạ? Thì ngay lập tức toàn bộ cái dòng dữ liệu này này nó sẽ gì ạ? Nó sẽ kẻ khung. Hoặc là các bạn nhập năm sinh ở cái hàng dưới này, ví dụ các bạn nhập là gì ạ, 1990 chẳng hạn, thì toàn bộ cái dòng thứ hai này này nó cũng được kẻ khung đấy. Thì để làm việc này các bạn làm như sau nhé. Mình có tất cả là 4 bước. Thì bước thứ nhất ấy là mình sẽ chọn cái vùng dữ liệu mà các bạn cần tự động kẻ khung đấy. Thì ví dụ mình chọn mở rộng là gì ạ, đến cái dòng thứ 15 này đi, đúng không đấy. Bước thứ hai là gì ạ? Các bạn sẽ vào cái thẻ home, các bạn vào cái conditional formatting và các bạn sẽ chọn cái lưu rule đấy. Bước thứ ba là gì ạ? Các bạn sẽ tích vào cái cuối cùng ở đây này, tức là mình sẽ sử dụng công thức nhé. Tức là mình sẽ sử dụng công thức để thiết lập gì ạ? Thiết lập cái công thức cho cái việc định dạng nhé. Đấy, thì ở cái phần công thức các bạn nhập như sau nhé. Đấy, các bạn sẽ bằng gì ạ? Các bạn sẽ dùng cái hàm cao A nhé. Đấy, các bạn sẽ dùng cái hàm cao A. Thì cái hàm cao A ấy, là nó sẽ trả về cái số ô mà chứa ký tự, đúng không? Đấy, các bạn sẽ mở ngoặc đơn ra. Đấy, thì thành phần của cái hàm cao A là gì ạ? Các bạn sẽ bôi đen toàn bộ cái dòng đầu tiên mà các bạn gì ạ? Các bạn lựa chọn trong cái bước 1 nhé. Đấy. Vì mình muốn cái quy tắc này nó sẽ áp dụng cho toàn bộ cái dòng dưới nhé. Đấy, tức là mình sẽ áp dụng cho từ cái dòng thứ 3 đến cái dòng cuối cùng mà mình bôi đen, tức là dòng thứ 15. Cho nên các bạn phải bỏ cái cố định dòng này đi. Đấy, bởi vì khi các bạn bôi đen cái dòng đầu tiên này ấy, thì nó sẽ cố định toàn bộ cái phạm vi này. Đấy, các bạn sẽ ấn F4 cho mình 1, 2 lần. Đấy, thì như vậy là gì ạ? Các bạn sẽ thấy cái đô la nó trước cái cột này này. Đấy, đô la trước cột B và trước cột E. Tức là gì ạ? Tức là mình sẽ không cố định cái dòng thứ 3. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là các cái dòng 4, dòng 5, dòng 6 đến dòng thứ 15, tất cả nó sẽ ăn theo gì? Ăn theo cái dòng thứ 3 này. Đấy. Thì nếu như cái hàm cao này nhá, các bạn sẽ đóng ngoặc lại. Các bạn ghi là gì ạ? Lớn hơn 0. Lớn hơn 0 thì có thể bằng 1, bằng 2, bằng 3 hoặc bằng 4, đúng không? Bởi vì mình lựa chọn là 4 cái ô này mà. Đấy. Thì nếu như lớn 0 tức là bất kỳ một cái ô nào mà chứa ký tự ấy, thì mình sẽ làm gì ạ? Thì mình sẽ format. Đấy. Thì ở cái phần gì ạ? Các bạn sẽ tích vào cái thẻ border nhá và các bạn sẽ chọn cái outline. Tức là gì ạ? Tức là mình sẽ kẻ khung cho toàn bộ cái ô đấy. Thì ở đây các bạn có thể chọn màu sắc. Đấy, thì mặc định nó là màu đen. Còn nếu như các bạn thích màu đỏ nhá thì các bạn sẽ tô màu đỏ, đúng không? Đấy, và gì ạ? Và các bạn sẽ chọn cái đường này độ đậm là như thế nào. Đấy, các bạn có thể chọn cái trên cái dưới tùy các bạn nhá. Đấy, thì ví dụ mình chọn cái dấu gì ạ? Dấu gạch mà có cái chấm M đấy đi, đúng không? Đấy, các bạn tích vào cái outline này. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái preview đây này. Đấy. Hoặc là gì ạ? Các bạn có thể đổi màu khác nếu các bạn thích nhé. Đấy, ví dụ mình làm cái màu đỏ đi. Còn thông thường mình sẽ làm màu đen. Đấy. Các bạn sẽ bấm gì ạ? Các bạn sẽ bấm OK cho mình. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái preview đây này. Đấy, nó sẽ kẻ khung này. Đấy, các bạn sẽ bấm OK. Thì bây giờ ví dụ mình nhập là gì ạ? Thì ví dụ họ tên mình nhập là gái Excel nhé. Đấy, các bạn Enter. Thì các bạn thấy chưa? Thì toàn bộ cái dòng mà gái Excel này các bạn thấy chưa? Nó kẻ khung và màu đỏ. Đấy. Thì ví dụ cái năm sinh của cái bạn thứ hai thôi nhá. Mình chưa nhập họ tên trước mà mình nhập cái năm sinh là 1992 chẳng hạn, đúng không? Đấy, thì toàn bộ cái dòng thứ hai này nó đã được kẻ khung. Đấy. Thì thông thường mình phải nhập hết, đúng không? Năm sinh 1990 chẳng hạn. Đấy. Quê quán là Trại Gà này. Đấy, Trại Gà 1 chẳng hạn, đúng không? Ở dưới này là Trại Gà 2. Đấy. Thì tùy các bạn nhá. Bạn dưới này ví dụ là bạn Nam chẳng hạn nhá, hay bạn Nguyễn Văn A đi. Đấy, bạn Nguyễn Văn A. Đấy. Thì các bạn cứ tích vào đây thôi, đúng không? Thì nó sẽ tự động kẻ khung. Đấy, số thứ tự 1 này, số thứ tự 2. Đấy. Đấy, các bạn có thể bôi đen, các bạn nhập 10 thí sinh chẳng hạn, đúng không? Đấy, thì nó sẽ là kẻ khung luôn cả 10 cái dòng này. Đấy, các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của Gà, cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học Excel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.